Và sau đây tôi xin được giới thiệu các vận động viên của đội bóng Hồ Chí Minh City Wing. Số 2, Vincent Nguyễn. Số 7, Nguyễn Tuấn Vinh. Số 12, Trương Thái Nam. Và số 16, Nguyễn Thanh Tùng. Và sau đây là các vận động viên đến từ câu lạc bộ Cần Thơ Catfish. Số 11, Nguyễn Dixon Jun. Số 14, Lê Ngọc Tú. Số 17, D'Angelo Hamilton. Và số 39, Bùi Quốc Tân. Xin mời hai đội trưởng tiến hành tung đồng xu để giành quyền sát bóng. Ta sẽ cùng đến với trận đấu tiếp theo của buổi tối ngày hôm nay. Cuộc đối đầu giữa hai đội bóng Hồ Chí Minh City Wings và Cần Thơ Catfish. Hồ Chí Minh City Wings sẽ là đội bóng sở hữu quyền kiểm soát bóng đầu tiên. Vincent Nguyễn là người cầm bóng. Vincent đối đầu với D'Angelo Hamilton. Tuấn Vinh cú xoay người ném rổ không thành công, nhưng vẫn còn đó một cầu thủ ở bên phía Hồ Chí Minh City Wings. D'Angelo Hamilton cân bằng tỷ số 1-1. Cú ném rổ không thành công của Thanh Tùng. Hamilton quá khỏe khu vực thế rổ. Rõ ràng thể hình của mình thì Tuấn Vinh không phải là đối thủ của D'Angelo Hamilton. Vinh, một điểm dành cho Tuấn Vinh, cân bằng tỷ số 2-2. Lê Ngọc Tú bóng phách đột phá. Thành Đồng đã có pha phòng ngự tốt. Và cùng xem lại tình huống phòng ngự tốt của Thanh Tùng. Cú ném vội để tránh shot clock. Vincent Thái Nam. Cú ném hai không thành công của Trương Thái Nam. John Green đã làm mất bóng. Bóng trở về tay của Vincent Nguyễn và các đồng đội. Vincent đối đầu với D'Angelo Hamilton. Trương Thái Nam đánh post up. Vincent hoàn toàn chống trải. Hai điểm dành cho Vincent. Những cú ném chúng ta đã thấy rất quen thuộc ở VBA 5x5. Thì tình hình vừa lên dẫn trước. Vincent đột phá. Đường chuyền rất hay. Thêm một điểm nữa dành cho các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Và với cái điểm đó là Trương Thái Nam. Deshaun Green đối đầu với Vincent. Đã có điểm dành cho Deshaun Green. Thái Nam đã có lỗi đẩy người. Lỗi thuộc về Bùi Quốc Tân. Điểm bóng đã đi thiếu lực. D'Angelo Hamilton đã được rút ra nghỉ. Anh cần những phút nghỉ ngơi và Deshaun Green sẽ là người lĩnh sướng hàng công của Cần Thơ Catfish. Cần phải có một cú ném. Một điểm dành cho Deshaun Green. Vincent đường chuyển rất hay. Vẫn chưa thể vượt qua được hàng phòng ngự bên phía Cần Thơ Catfish. Hai điểm dành cho Vincent. Vincent đã thành công hai cú ném ở vị trí hai điểm. City Wings đang dẫn trước với tỷ số là 7-4. Ngay lập tức thì D'Angelo Hamilton đã quay trở lại sân. Rõ ràng
Hiện tại Catfish không muốn xin điều hình nới rộng thêm khoảng cách. Thái Nam đối đầu với D'Angelo Hamilton. DeSean Green, 2 điểm dành cho DeSean Green. Thu hẹp khoảng cách xuống chỉ còn là 1 điểm. Vincent của Vô Nam không thành công. Rõ ràng chiến thuật của Catfish là rất đơn giản. Thái Nam rõ ràng không phải là đối thủ của D'Angelo Hamilton. Tiếp tục là D'Angelo Hamilton. Thêm 1 điểm nữa dành cho D'Angelo Hamilton. Cân bằng tỷ số 7 đều và chuyền backdoor. Tuy nhiên thì Thái Nam vẫn chưa check bóng hoàn toàn. Và nếu như tình huống lên rổ vừa rồi của Vincent có thành công thì điểm số đó cũng không được tính. Tiếp tục là D'Angelo Hamilton đối đầu với Thái Nam. Kick out. Lê Ngọc Tú ném hay, không thành công. Vẫn là các cầu thủ của Catfish đã làm mất bóng. Vincent không thành công. Thái Nam là người rebound. Và lên rổ rất hay của Vincent Nguyễn. Chúng ta cùng xem lại tình huống đột phá rất hay của Vincent Nguyễn. Ném phạt thành công của Vincent Nguyễn. Vincent là một cầu thủ ném phạt rất tốt. Ở mùa giải VBA 5x5 thì tỷ lệ ném phạt của Vincent lên tới 90%. Lê Ngọc Tú vẫn chưa thể thành công ở vạch ném hai. Vincent. Tuấn Vinh xoay người rất hay. 1 điểm dành cho Tuấn Vinh. Diệu Hình đã có số thứ 10. DeSean Green đang tận dụng thể hình của mình. Vincent. Vincent đột phá. Thanh Tùng. Không có điểm dành cho Thanh Tùng. D'Angelo Hamilton đã vượt qua Tuấn Vinh một cách rất dễ dàng. Bây giờ chỉ còn là 1 điểm. Kick out. DeSean Green. Tiếp tục kick out. Mời Ngọc Tú đang chống chạy. Nhưng cú ném đã không đi vào rổ. Nên Ngọc Tú đã thử sức 3 lần ở vạch ném 2. Tuy nhiên anh vẫn chưa có lần nào thành công. Vincent. Rất đáng tiếc. D'Angelo Hamilton kick out. Lê Ngọc Tú. Pha thử sức thứ tư và anh vẫn chưa thành công. Thời gian thi đấu của trận đấu đã trôi qua một nửa và Hồ Chí Minh City Bình là người dẫn trước. Điểm số không được tính. Đã có lỗi của Bùi Quốc Tân. Lỗi đồng đội thứ hai của cầu thủ Cần Thơ Catfish. Vincent. Đường chuyền đã đập chân của D'Angelo Hamilton. Shot clock chỉ còn 4,2 giây. Vincent. Một cú ném từ rất xa. 2 điểm dành cho Vincent Nguyễn. Trần Nguyễn thực sự đang rất cháy ở khu vực ném hai. Tiếp tục là Vincent. Lần này bóng đã không đi vào rổ. Lê Ngọc Tú vẫn chưa thành công. Trong trận đấu này thì Lê Ngọc Tú đang thể hiện phong độ có thể nói là khá kém cỏi. Thái Nam không thể vượt qua được Lê Ngọc Tú. Còn bây giờ là 3 điểm. D'Angelo Hamilton vượt qua được Thái Nam
Và ngay sau đó thì Bình Sự Nguyên đã phải phạm lỗi. Hội ý dành cho các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Chúng ta cùng xem lại pha đột phá trước đó của Denzel Hamilton. Vincent không còn cách nào khác, anh đành phải phạm lỗi để ngăn một pha ghi điểm dễ dàng của Denzel Hamilton. Thức thời gian hội ý, Denzel Hamilton sẽ được ném một cú ném phạt. Thời gian thi đấu còn 3 phút và 56 giây. Một cơ hội đã trôi qua. Ngay sau đó bóng trong tay của Vincent Nguyễn. Denzel không ném. Deshaun Green đối đầu với Tuấn Vinh và import của cầu thủ Cần Thơ Canvas đã thành công. Và chỉ chấp rất quyết liệt ở khu vực dưới rổ. Bóng thuộc về cầu thủ City Wings. Giờ đang là 2 điểm. Vincent đối đầu với Lê Ngọc Tú. Chọc lóc chỉ còn 4 giây. Cần phải có một cú ném. Đại Nam không thành công. Cầu thủ của The Gapis đang cố gắng đưa bóng vào vị trí của Denzel Hamilton. Và anh đã thành công. Lỗi điểm dành cho Denzel Hamilton. Và spin move và thể hiện sức mạnh của mình ở vực dưới rổ. Denzel Hamilton sẽ có cơ hội để cân bằng tỷ số 12 đều. Và anh đã thành công. Giờ thi đấu chỉ còn 3 phút. Vincent step back. Không có 2 điểm dành cho Vincent. Hoàn toàn chống trại Vincent. Tiếp tục không thành công. Nỗ lực của Thái Nam. Vincent đã tuột bóng và Denzel Hamilton ném hai cũng không thành công. Không phải như va chạm trước đó của Denzel Hamilton đối với Tuấn Vinh đã khiến cho anh gặp một chấn thương và nó ảnh hưởng đến cú ném của anh trong tình huống vừa rồi. Bác sĩ đã phải vào sân để làm việc và ghi hai pha ghi điểm của Vincent Nguyễn. Phối hợp như sách giáo khoa của cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Khoảng cách là rất mong manh. Vũ Quốc Tân lên rổ không thành công. Tình huống lên rổ thiếu cảm giác của Vũ Quốc Tân. Thái Nam không thể vượt qua được Deshaun Green. Deshaun Green đối đầu với Vincent. Rất dẻo. Điền Thái Nam đã hỗ trợ tốt. Thanh Tùng step back. 2 điểm dành cho Thanh Tùng. Một cú ném rất quan trọng. Tỷ số hiện tại đang là 15-12. Ngọc Tú đột phá. 1 điểm dành cho Lê Ngọc Tú. Cơ hội vẫn còn cho cả hai đội bóng. Đã có lỗi của Bùi Quốc Tân. Ngay lập tức thì Denzel Hamilton đã quay trở lại sân. Cần Thơ Canvas gọi hội ý. Khoảng cách bây giờ là 2 điểm. Đã tới rất đông tại khu vực bờ hồ để theo dõi giải đấu VBA 3x3 trận đấu đầu tiên tại Hà Nội.
đây sẽ là nguồn năng lượng được tiếp đến cho các cầu thủ. Trở lại với trận đấu, bóng trong tay của Vincent Nguyễn. Shot clock chỉ còn 3 giây, cần phải có một cú ném. Rất đáng tiếc bóng đã không đi vào rổ. Nhưng City Wings vẫn là đội bóng sở hữu quyền kiểm soát bóng. Thái Nam đột đường chuyền hay của Vincent. 2 điểm dành cho Thanh Tùng. Cơ hội rất lớn dành cho các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings có thể giành chiến thắng. Một cú ném rất quan trọng của Thanh Tùng. Lê Ngọc Tú đáp trả một tình huống 2 điểm. Thái Nam có một đường chuyền không tốt. Vừa rồi là một cú ném cực kỳ quan trọng của Lê Ngọc Tú. Thời gian thi đấu chỉ còn 1 phút 12 giây. Và nếu như cú ném đó không thành công, khoảng cách là 4 điểm. Thực sự là rất khó để sát lấp. Để cho Green ném rổ không thành công. Cần thời Gavis cần phải chắt chiu những cú ném của mình hơn. Thanh Tùng đối đầu với D'Angelo Hamilton. Chọc lọc còn 4 giây, cần phải có một cú ném. Tuấn Vinh không thể vượt qua được bức tường mang tên D'Angelo Hamilton. 50,6 giây cuối cùng của trận đấu. Tỷ số hiện giờ đang là 17-15. D'Angelo Hamilton. Lê Ngọc Tú, cú ném trung bình. Đã có lỗi của Tuấn Vinh. Lỗi đẩy người của Tuấn Vinh và Lê Ngọc Tú sẽ được ném một cú ném phạt. Cả hai đội đều đã phạm lỗi đội thứ tư. Đây sẽ là một tình huống rất kỳ của trận đấu. Lê Ngọc Tú ném phạt không thành công, nhưng Deshaun Green là người rebound. Bóng được đưa vào vị trí của D'Angelo Hamilton. Vincent đã phạm lỗi đối với D'Angelo Hamilton. Một tình huống mà Vincent bắt buộc phải phạm lỗi, nếu không điểm số sẽ là rất đơn giản dành cho D'Angelo Hamilton. Lê Ngọc Tú bấm vạch thành công. 1 điểm dành cho Lê Ngọc Tú. Vincent, Thanh Tùng. Chọc lóc còn 1 giây. Thanh Tùng, 2 điểm dành cho Thanh Tùng. Cầu thủ trẻ bên phía Hồ Chí Minh City Wings đang có những cú ném rất cực kỳ quan trọng. Thời gian thi đấu chỉ còn 6,8 giây. Một cú ném có thể nói là cực kỳ quan trọng mà nó có thể định đoạt trận đấu của Thanh Tùng. Rồi thì cái Gavis cần phải phạm lỗi rất nhanh. Tuy nhiên trong tình huống vừa rồi thì Hồ Chí Minh City Wings đã làm mất bóng. Thời gian thi đấu còn 3,5 giây và Gavis cần phải có một cú ném hay. Họ cần phải nhanh lên. D'Angelo Hamilton không thành công. Và vừa rồi đó là cú ném cuối cùng của trận đấu. Hồ Chí Minh City Wings có chiến thắng trước Cần Thơ Catfish với khoảng cách chỉ là 2 điểm, 19-17.